Tôi xin, kiến. Thế là tôi sẽ hoàn toàn nhất trí với cái nội dung của báo cáo của bộ báo cáo về công tác hành chính, xin mời ý kiến của anh Kiến. Tôi xin bổ sung một số cái nội dung thôi. Thế phải nói là trong năm qua thì về cái hoạt động của câu lạc bộ hát then chúng ta, cái phần được thì chúng ta cũng đã làm gọi là được, nhưng mà theo mỹ mãn thì chưa mỹ mãn, phải không ạ? Tôi chưa thấy mỹ mãn thế nào, đấy cũng không mỹ mãn thế nào, tại vì thế này, cái chương trình của chúng ta đặt ra ấy, là không phải câu lạc bộ chúng ta chỉ có làm được như thế, đấy, chúng ta còn muốn được đi giao lưu huyện nọ huyện kia cơ, mà chúng ta không xây dựng nổi chương trình, đấy, tôi thấy còn hơi một tí lăn tăn về cái chỗ này, chưa làm được. Lý do làm sao thì các đồng chí biết rồi. Các đồng chí thì chắc không đúng, mà các anh em mình biết rồi. Thì này, chết về cái thuận lợi của cái câu lạc bộ chúng ta là được ban giám đốc của trung tâm văn hóa tỉnh rất nhiệt tình. Đấy, tạo điều kiện cơ sở vật chất để chúng ta tập ở cái nơi trung tâm ấy. Đấy. Cái thứ hai là ban chủ nhiệm với một số hội viên rất nhiệt tình tham gia. Và đặc biệt là anh em có tính chuyên môn ấy, thì truyền đạt rất nhiệt tình về cái nội dung để cho các hội viên chúng ta nắm được sớm được tiếp thu cái bài mới. Và cái thứ hai là hội viên thì đặc biệt hội viên của chúng ta ấy, là nhiều người bây giờ tiếp thu rất nhanh. Đấy, cái thuận lợi chúng ta ấy, tiếp thu rất nhanh bài mới, bài cũ ôn lại như thế, tiếp thu rất nhanh, và chỉ trong 3 ngày chúng ta có thể được một bài rồi. Đấy, nhưng mà tôi thấy là cái thời gian trước đây tôi muốn là tập trung của chúng ta tập ấy, là về cái thời gian thì tôi thấy là chúng ta tập một tuần một buổi thì vào ngày chủ nhật, nhưng mà thực tế ra mà nói thì có ngày chủ nhật không tập được, lý do là rất nhiều, có lúc thì chỉ được 2 người, có lúc thì anh nọ đi chỗ khác, anh này đi chỗ kia rồi ốm đau rồi nhiều chú vân vân và vân vân sẽ diễn ra nên không tập trung được. Có khi tôi bảo 3 người cũng phải tập đấy, có hôm 3 người mà tập mà đấy, tôi cho tập đấy, cái mức độ như thế. Anh nào hồi ấy tập đàn nên tập đàn là không bao giờ tôi chuyển được hết để cho anh em nắm được đấy, quyền này là học rất nhanh, học được nghề tin hơn à, thèm rất tốt, học cũng tốt đấy, cũng là một trong những năng khiếu tương lai tốt rộng được. Còn nói về như này, cho anh Tần đấy, anh cũng biết hát ấy, nhưng mà anh không nhiệt tình vậy, nói thật, đánh giá cho anh Tần không nhiệt tình. Từ khi tôi vào cái câu lạc bộ này, tôi chưa thấy anh Tần vác cái đàn tính để gảy một nốt nào trong cái đàn tính. Anh bảo về nhà khác đánh, đánh nhà về nhà sao đây không đánh, có đàn tính thì không đánh, còn cầm đây thì đánh cháu không đánh, thế bao giờ mới đánh? Mà trong khi đó trước đây là ra hang rồi, đây dậy cho biết đánh rồi, mà đánh bia sân khấu đánh hát được rồi. Mà bây giờ về với anh học đến rồi là tôi mới dám được, không chỉ đến đánh được rồi, thế rồi là cần đấy nữa, còn hát thì chưa thấy một mình hát được, người ta hát cái nọ thì không đi hát cái khác đấy, tại đây nên là tập trung, nên là trong cái cơ cấu của chúng ta thì về hoạt động thì tốt rồi, anh em nhiệt tình rồi, tôi mong muốn rằng trong cái năm mới này là phải dân tập đang thể nâng lên, đặc biệt là học bài mới là mà khó khăn đấy, thì chúng ta phải tập trung học, không phải đấy ta mới dừng sang kiện bài khác, chứ không phải là đàn man hôm nay đấy. Bài này một tí lại ôn sang bài khác lại rồi chúng ta trả đồ đầu. Bài cũng mới chuyển thuộc, bài cũ lại kéo ra để nó mất thời gian. Thế nên là cái thời gian học của chúng ta như thế, nên là đề nghị tất cả các thành viên của chúng ta là cố gắng, hết sức cố gắng. Đấy, để chúng ta là năm mới, để chúng ta là nói cái mới, nhưng mà phải ôn lại cái cũ một tí. Hoạt động tốt hơn, mà trong cái năm 2024 này, cố gắng phải xây được cái chương trình để chúng ta đi giao lưu với. Đây là mục tiêu của câu lạc bộ chúng ta, anh Đức ạ. Và rất là mong là anh Đức sẽ là người cố vấn một số cái nội dung chương trình này. Đấy, về hát then này, anh Đức rất là đáng nhiều. Đấy, từ cái ngày trước đây thì anh Đức có cái nội dung là từ ngày xưa này xưa anh mới rất mỏi đâu. Anh đi công tác thì tôi biết là anh Đức có một cái câu chuyện rất hay. Của anh Đức thì không nói đâu, không phải nói. Bây giờ tôi nói cho anh Đức biết. Anh Đức đi Lam Cam. Đấy. Anh đi thông tin, xong này bị các cô gái hát gọi. Với anh Đức, không đối được. Anh về anh tức, anh về hát gọi. Rồi, anh Đức hát rất giỏi.
tiên cô phải đỡ người ra nha. Đấy, ra người em lên sau cái phù nó xuống. Các bà ấy, anh Đức không nói được. Đức không nói được, bây giờ không biết hát. Phải là không biết hát, tôi chưa biết hát. Còn đấy, ngày trước biết quán còn đúng không? Đấy, thế các cô ở thế mà lại là anh Đức gọi người sau thì là anh bảo anh Đức đi hát còn như thế. Thế, đấy, đúng nói vậy đấy. Bác có cái... Bác hát từ dưới đám nhang mà mấy nàng là lúc đầu là dắt châu qua di rừng bên kia về sau đến cái quận nó dắt qua rừng kia. Đây là một buổi tổng kết câu lạc bộ đàn then của Trung tâm Văn hóa tỉnh Tuyên Quang. Hôm nay là một buổi chiều muộn, câu lạc bộ hát then đàn tính của thành phố Tuyên Quang đã long trọng tổng kết tại nhà hàng ẩm thực Việt. Và sau đây thì tôi sẽ kết thúc clip để phát biểu một chút với lại câu lạc bộ. Đấy, xin thân ái kính chào tất cả mọi người.